Ngày 6 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Yến Phương, sinh năm 1990 và Phạm Ngọc Thùy, sinh năm 1987, là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc khoa xét nghiệm của bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3, điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời thực hiện lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội lạm dụng chức vụ dụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Quy định tại điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015 xảy ra tại khoa xét nghiệm thuộc bệnh viện Đa khoa thành phố. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn theo quy định. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2021, với hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết, ký xét nghiệm viêm gan B, C, Lao để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của công ty cổ phần công nghệ Việt Á theo các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đã trúng thầu trước đó. Câu kết với nhân viên công ty Việt Á làm khống hàng hóa, bao bì nhãn mát giống hàng thật, nhưng bên trong là nước lọc. Thủ tục để bộ phận mua sắm trình ban giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng, trong đó có hàng khống. Sau đó đề nghị công ty Việt Á chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho hai bị can để chiếm đoạt tiền của bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ với số tiền khoảng 800 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án nhằm xác định trách nhiệm với vai trò đồng phạm của một số nhân viên công ty cổ phần Việt Á để xử lý theo quy định của pháp luật.